chả nè, cùng với lại trứng cút. Hồi nãy thì có nhờ chị Ba đi mua và bổ sung rồi. Đây, ở đây thì có chả lụa rồi cùng với lại trứng cút nữa. Đây, một cái tô bún hoàn thành thì rất là thơm ngon và hấp dẫn như thế này để mà gửi tặng đến cho tất cả các bé, tất cả các cô đến bếp ăn nha. Rồi, cái phần có rau, bạn nào có rau đưa tay giùm chị nha. Rồi chị đưa từ trên xuống nha, tại vì chị Cẩm làm phần có rau trước. Dạ, nhóm ngôn ngữ miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Xin chào. Ngày hôm nay thì mấy chị em của tụi con thật sự rất là vui mừng và hạnh phúc luôn nha, khi mà được một quý vị mạnh thường quân, đó là vợ chồng của anh chị Dư Trinh, gửi tặng đến cho bếp ăn một cái món ăn thật sự rất là thơm ngon và hấp dẫn luôn. Hôm trước thì mấy chị em có bán cái món ăn đó là món bún mọc. Anh chị Dư Trinh thì cũng thấy cái món này lại với là rất là ngon, cho nên nó là muốn gửi tặng cái món ăn này đến cho các bà con ở xóm Cồn nha. Ngày hôm nay thì mấy chị em cũng đã có đi chợ rồi mua hết tất cả các nguyên liệu với số tiền đó là 2.200.000 đồng. Rồi thì ở đây gồm có những cái nguyên liệu chính giống như là xương nè, thì cái này là sườn heo. Đây, hồi sáng là đã đi mua 7 kg sườn heo để mà nấu nước ngọt, cộng thêm đó là xương gà, thì anh chị cũng có dặn là nhất định phải mua xương gà bỏ vô. Ở phía bên này thì sẽ có đặc trưng của cái món bún ngày hôm đó là chả cá cùng với lại nấm mèo. Ngoài ra thì có thêm là bún nè, rồi rau giá ăn kèm với lại củ hành, củ cải đỏ để vô cho nó ngọt nước. Quá ngon, nhìn là thấy ngon rồi. Hấp dẫn nhờ. Hấp dẫn hơn bún một hôm trước của mình luôn á. Hôm nay nó được nhiều nguyên liệu hơn, và đặc biệt là hôm nay nó có thêm nấm rơm nữa nha. Nấu nước chắc ngọt lắm luôn. Dạ. Nó vừa có xương heo mà vừa có xương gà nữa. Chưa quên nhận. Rồi cho chị Ba dặn sao luôn. Hôm trước bán bún này cũng đắt lắm đó chị. Bún mọc nó ăn là đó. Nó giống như là nó không kém gì nhiều, nhiều cái dinh dưỡng á. Dạ. Không mở dầu gì nữa không. Đúng rồi, nó không kém gì ăn. Tốt cho sức khỏe. Tại vì ở đây bà con đi ta lạ cái mục giờ sống á, cái mọc á. Dạ. Nên mình thay thế bằng cá chả. Đúng rồi, trước em đi ăn bán cũng dễ ăn hơn, cũng không có mua giò nữa, mua cá chả không à. Cá xương gà. Giờ thịt cũng chín gần tới nên mình phải vớt ra để không lát mềm sẽ không ngon. Cảm giác ăn nó thấy thơm mùi thịt không? Ủa dạ. Em thấy thơm mùi thịt không? Dạ thơm. Gà chị múc ra luôn nha. Chị vớt ra luôn như vậy tại vì mình để lâu nó có bị không ngon. Mềm quá, mềm quá rồi. Cái phần này là phần hấp dẫn nhất nè. Trong cái chả này thì có chả cá nè, rồi nấm mèo với lại một ít gia vị nữa. Hôm trước mấy cô tâm đắc cái chả lắm chị Dung. Ừ. Phải. Đã cho cá chả vô rồi, giờ mình chỉ cần cho thêm củ cải nữa. Ôi, hấp dẫn quá cái nồi miếng mọc. Thì hồi nãy giờ mình với lại chị Dung cũng đã giờ viên xong rồi. Bây giờ cái nồi nước cũng đang sôi sùng sục luôn nè. Cho nó vô luôn nha. Ôi, quá là hấp dẫn luôn. Cái chả này nó nhiều xay lắm nha chị Dung. Vừa nó nhỏ nhỏ ha, lúc mà buồn ngủ là cục nào cục nấy bự chảng vậy đó. Lát nữa bánh nó còn tròn không nữa chị Dung ơi. Chứ giờ thấy nó méo rồi đó.
thì sẽ đến công đoạn mình xào nấm, vẫy nấm cho nó thơm, với tỏi. Này có thêm nấm nữa. Xào cho cơm về xong mình sẽ cho qua bên nồi nước dùng. Wow, hấp dẫn quá. Thế là hoàn thành xong một cái nồi súp. Cái này là cẩm đã trần rau với lại thịt gòi đó hả? Rồi chị muốn nước vô. Rồi chị ba cho nước vô nha. Chị bữa nay ngoài bàn lớn ra thì ở dưới em có thêm một cái bàn nhỏ nữa kìa. Wow. Hồi sáng trong cái lúc mà đi mua nguyên liệu thì có quá nhiều thứ đi rồi mấy chị em cũng quên mất là có hai thứ rất là quan trọng trong món bún mọc, đó là chả nè cùng với lại trứng cút. Hồi nãy thì có nhờ chị ba đi mua và bổ sung rồi. Đây, ở đây thì có chả lụa rồi cùng với lại trứng cút nữa. Đây, một cái tô bún hoàn thành thì rất là thơm ngon và hấp dẫn như thế này để mà gửi tặng đến cho tất cả các bé, các cô đến bếp ăn nha. Rồi, cái phần có rau, bạn nào có rau đưa tay giùm chị nha. Rồi, chị đưa từ trên xuống nha, tại vì chị Cẩm làm phần có rau trước. Đây. Dạ, hai tay luôn cho nó lẹ. Em có ăn rau không bé? Dạ có, dạ cũng có không. Dạ có, dạ cũng có không, rồi cho em tô này luôn. Cái này của chị hả? Cảm ơn luôn nha. Dạ rồi, không có gì đâu ạ. Cẩn thận nóng nha chị. Rồi vậy dạ tiếp, còn nhiều lắm chị. Chờ chị xin cái tô này cái. Cái tô này của chị mang về hả? Ừ. Chị qua đây giùm em cái. Chị bưng qua đây cho. Đổi tô em. Dạ tại vì tô của mọi người đem về á, nhưng mà em giờ em không biết. Rồi có rau tiếp theo. Cẩn thận nước sôi trên đầu nha. Đây của em. Được không chị? Được, chị để vô đây. Rồi cẩn thận nha, nóng lắm á. Rửa lại mới được. Cái này bé nó mới có đảo lên là chị thông cảm giùm em ha, tại vì em không có biết á. Dạ rồi, cái này là của anh chị Du Trinh gửi tặng cho mình nha. Rồi, chị cảm ơn nha. Chúc ăn ngon miệng chị ạ. Rồi, tiếp theo có gao. Đây, anh chị Du Trinh gửi tặng cho em nha. Cảm ơn. Cô ơi, cô ăn tô người lớn mình
Ui. Đây. Cẩn thận. Phía bên kia chị. Nguyên một bàn em bé dưới luôn. Rồi, phía trên này đủ rồi đúng không? Ăn ngon miệng nha. Tô này với ba tô nữa là đủ. Rồi, đây của con nha, ăn ngon miệng nha. Đây đây. 2 phần đầy đủ. Rồi 2 phần đầy đủ để nước chung luôn nha. Ngào cỏ mà. Dạ 1 phần á bác Chính. Gao đầy đủ. Được không chị ba? Không không đủ rồi đó chị. Còn đem về thôi á. Phần nữa. Ngọc, Ngọc, Ngọc cầm cái nắp giùm chị đi. Này 1 phần nữa con. Dạ, đầy đủ hết đó Chính ơi. Rồi. Hấp dẫn quá. Cho chị.
bạn này đi chung hay đi riêng? Đó, chung. Chung rồi để nước chung luôn hay sao? Làm có bún riêng, rau riêng, thịt riêng. Bún riêng, rau riêng, thịt riêng rồi nước sao con? Cái này đầy quá sao đẩy đây? Cái này bé nó nói con cũng không biết nữa, bún riêng, rau riêng, thịt riêng rồi nước riêng nữa. Mà ba cái cà mên. Nó lạ lắm. Ngọc à, Thanh Ngọc ơi. Rồi. Nó chè. Chơi bước nước vô. Ở trong tủ còn nhiều của chị, tại cắt hơi ít. Rồi bọc đây. Cái cà mên với cái hộp nhỏ đây là chung. Cái hộp này với cái tô lớn đó là chung. Cà mên với hộp nhỏ này chung không con? Còn nói là rau riêng, giá riêng, nước riêng hả con? Dạ cái đó là mỗi cái là nước riêng đó mới chính. Giỏi. Từ từ con ngồi dưới đi con. Đợi cô xíu. Ai cũng có phần nha. Mình theo thứ tự nha con. Nóng. Của con bé thôi chị. Rồi. Anh chị Sưu Trinh gửi tặng cho con nha. Cẩn thận. Vậy là nước riêng ha. Cầm về cẩn thận nha. Giỏi. Cái này giá luôn cho giá đầy đủ ha. Cái khay đâu em? Để cái khay vô. Đó. Tức là mỗi thứ để riêng. Dạ, mỗi thứ là để riêng. Khay nước để cuối cùng. Nè chị cái này vô trong để vô. Cái này đắt quá trời, đắt luôn rồi. Bún hộp này mọi người thích ghê á chị. Từ từ thôi chị ơi. Nóng đâu em? Cái nắp đâu? Em cầm cẩn thận ở dưới đó còn nóng nha. Của con bé này nhưng mà nó không có đồ đựng. Nè, con cầm ra ngoài con để vô trước đi. Còn bạch, đưa bạch vô con. Đây cô ấy nha. Con đem về được không? Cẩn thận nha. Còn một tô nó để vô cho con bé á. Ôi ôi, ăn sạch sẽ luôn chị ơi. Sạch trơn luôn á. Đúng rồi, kiểu mình canh theo tô của em bé hả? Mấy đứa ăn ngon không? Ngon. Mấy đứa có muốn ăn thêm nữa không? Có bạn nào ăn từ tô thứ hai không ta? Sao ăn gì mà còn thịt cuối cùng không vậy? Hả? Hay là không thích ăn? Giờ mà ăn nãy giờ luôn hả? Thằng kia
đầy chả luôn. Ngon không cô? Thêm đâu nữa không? Con ăn xong đi. Dạ, cô ăn xong đi rồi cô lên nha. Ngon không chú ơi? Thêm đâu nữa ha? Dạ, anh chị Sơ Trinh ơi, ngày hôm nay thì nhóm của tụi em cũng thật sự rất là vui mừng và hạnh phúc luôn khi mà được đại diện cho anh chị gửi tặng những cái phần bún mọc thơm ngon và hấp dẫn đến tặng cho mọi người nha. Ngày hôm nay thì anh chị cũng đã thấy đó, bà con đến đây thì ai nấy cũng rất là háo hức và vui mừng luôn. Cảm ơn cái tấm lòng của anh chị một lần nữa nha. Còn lại những cái phần bún còn lại thì em và mọi người sẽ tiếp tục gửi tặng đến cho bà con đến sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo ạ. Bye bye.